Ủa chuyện đó là chuyện bình thường mà. Mình bị đánh là bình thường sao? Chắc là từ bây giờ mình bị đánh hoài cũng không ai thèm lo. Mình biết số của mình bất hạnh đủ đường rồi mà. Cũng tội nghiệp quá à. Cậu thấy tội nghiệp mình sao? Đây, máy bồi thường thiệt hại. Máy bồi thường thiệt hại hả? Nó là cái gì vậy? Có nghĩa là nếu như ai đó bị thiệt thòi về chuyện gì thì máy sẽ trả tiền bồi thường. Nói tóm lại, nếu như cậu bị đánh đau, máy sẽ bồi thường tiền. Là tiền của ai hả? Thì cậu sẽ nhận tiền của Chai Anh, người đánh cậu đó. Hả? Vậy hay quá. Mình... thì mình cứ kiếm Chai Anh thử đi. Chị làm tôi ngại quá đi à. Chờ chút nha Vita. Coi là bài tập xong hết chưa vậy? Dạ con chưa làm ơi, chút nữa vậy con sẽ làm nha. Ơi trời đất ơi, thằng Nobita này. Xin lỗi chị nha. Tự nhiên khi không mà lại nổi giận đùng đùng với mình, lại còn đánh mình đau quá trời, đau không thể tưởng tượng được, thật là tức quá trời luôn à. Cậu ấy kìa Nobita, không hiểu sao mình thấy tâm trạng bất an quá. Đây chính là cơ hội tốt cho cậu đó. Hành động thôi. Chỉ cần cài đặt một lần là nó tự động làm theo mệnh lệnh. Cậu hãy mau ra giá đi, một cú đánh đổi lấy 100 yên được không? Có như vậy dù bị đánh thì cậu cũng thấy xứng đáng mà. Nè nè, tới đó đi, nhanh lên. Nobita, cậu làm cái gì vậy? Đâu có gì. Mau lại đây. Nobita à, có tiền bồi thường rồi đó, mau tới ăn đòn đi. Mới hồi nãy mình vừa bị mẹ đánh đòn, đang rất là ngứa ngáy đây nè. Chuyện cậu bị mẹ đánh á thì có liên quan gì tới mình? Có chứ, ai biểu cậu làm kiểm tra được 10 điểm để cho mình phải bị đánh như vậy? Trời ơi, mau chạy tạo đây. Đừng có chạy mà Nobita. Như vậy mới được chứ. Mình thấy vô rồi. Doraemon ơi, mình bị đánh rồi. Được nè. Được rồi, bây giờ cậu nhận tiền bồi thường đi. Có tiền bồi thường thiệt hả? Đây nè, giờ mình chỉ cần bấm nút này. Ha, có rồi, 100 yên. Cho mình tiền bồi thường thiệt luôn. Tốt quá rồi, vừa đúng lúc mình hết tiền xài giặt thì có món tiền này bù vô. Như vậy thì dù có bị đánh cũng vui mà đúng không? Phải rồi, vậy đi ra chịu đồng để có thêm 200-300 yên nữa mới được nha. Thế không được đâu. Cái máy này chỉ trả tiền khi nào cậu thực sự bị bắt nạt thì nó mới chịu bồi thường cho cậu mà thôi. Chứ khi không mà bị đánh thì sẽ không có tiền đâu. Vậy hả? Thiệt là tiếc quá đi à. Trước sau gì cha anh cũng là người duy nhất đánh mình mà thôi. Mới có nhiều đó mà đã tự mãn rồi. Thôi về nhà đi. À, mà nè Doraemon, nhân tiện cho mình hỏi 100 yên này từ đâu ra vậy? Là tiền của cha anh trả cho cậu á. Nhưng mà cha anh cậu ấy đâu phải là công tử nhà giàu đâu mà có tiền. Nếu không có tiền, mấy sẽ tự quy đổi một món gì đó mà cha anh đang có, tương đương với số tiền 100 yên trả cậu. Hóa ra là vậy hả? Được rồi, vậy mình để cái này bám theo cha anh hoài luôn nha. Nếu làm vậy á, cuộc đời của mình sẽ nở đầy hoa hồng luôn. À, Sineo kìa. Có Suzuka nữa. Có chuyện gì vậy ta? Cậu ấy mượn của mình tới 3 quyển truyện luôn đó. Của mình 2 quyển nữa. Trai anh mà mượn á thì đâu có bao giờ trả đâu. Các cậu có kêu cậu ấy trả không? Có nói cũng như không thôi à. Hai cậu nói đúng rồi đó. Cậu ấy thì cái gì của mình là của mình, mà cái gì mượn của người khác thì cũng là của mình luôn. Hồi năm ngoái cậu ấy mượn của mình rồi điều khiển từ xa tới giờ có thèm trả đâu. Ủa, là Nobita hả? Cậu thấy không, ai cũng khổ vì cha anh hết luôn đó. Doraemon, nếu mấy cậu nghe chuyện của mình á thì chắc chắn là ai cũng giành nhau để được cha anh đánh đó. Giành nhau để được đánh 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 hả? Vậy là cuối cùng mình sẽ được 100 yên hả? Được rồi, nếu đúng vậy thì mình sẽ cố chịu trận luôn. Khoan, đợi chút đã. Nhưng có nhiều kiểu bị đánh khác nhau lắm á. Cái nào cũng có 100 yên thì bất công quá. Cậu nói cũng có lý ha. Vậy thì vậy ha. Tụi mình chia làm 3 mức bị đánh đi. Bình thường là 100 yên, đau vừa vừa là 150 yên, và đau lắm là 200 yên được không dạ? Nè, cho mình hỏi một chút đi. Cậu cứ nói đi Sineo. Nếu mà vừa bị đánh rồi vừa bị đá một cách tối bụi luôn thì tính sao đây? Nếu vậy mình tính 230 yên với 320 yên đi. Thôi, mình không tham gia vụ này đâu. Cậu không tham gia cũng được. Cha anh dù tệ tới cỡ nào cũng đâu có bao giờ đụng tới Suzuka đâu. Tới đây đi, trai anh. Có ngon thì tới đây đánh mình đi. Hãy đánh mình tơi bời đi. Đầu tiên mình sẽ cố chịu đựng để lấy được 320 yên.
Được rồi, vậy mình sẽ để cái máy ở trong sân nhà của mình luôn á nha. Lúc nào xong các cậu cứ tới đó và nhấn nút lấy tiền thôi. Đi thôi. Các cậu cố lên nha. Ủa, đang có chuyện gì vậy hả mấy cậu? Rượu hòm thì đừng có lãng vảng xung quanh mình, không thì no đòn. Nè nè trai anh à, vậy cậu hãy đem bộ trò chơi tự động mà cậu dành của mình trả lại đây cho mình đi. Cái gì, cậu dám đòi lại hả Sonia? Mình không có lấy luôn nha, mình chỉ mượn thôi mà. Nhưng lúc nào trả thì mình cho có biết. Dám nghi ngờ mình hả Sonia? Cậu dám đánh mình hả? Có ngon thì đánh đánh đi. Đánh đi. Dạ, dám không tin mình nè. Ăn no đòn. Đau quá, nhưng mà sướng. Được rồi, vậy thì tụi mình cùng cố gắng. Trả chuyện lại cho mình đi. Đúng đó. Trả đây, trả đây, trả đây. Em hết đây. Mấy cậu bị đánh xong rồi hả? Nè Nobita, tiền bồi thường không biết được nhiêu vậy? Thật là một ngày bực mình mà. Những lúc như thế này mình phải đọc truyện tranh thôi. Hả? Chỉ có 70 yên thôi sao? À, sao mất tiêu rồi? Mình được có 150 yên à. Mình được 200 yên nè. Sao mất tiêu rồi? Có 70 yên thôi thì mình không chịu đâu. Nhất định mình phải đi lấy thêm mới được. Ê, cậu ấy có chuyện gì vậy? Thiệt ra chuyện là như vậy nè. Đi nha. Hay quá đi, mình sẽ kể với mấy đứa khác nữa. Được rồi, mình sẽ đi kiếm 1000 yên mới được. Vậy mình đi á nha. Con lại đi đâu nữa hả Nobita? Dạ dạ, mẹ ơi con. Con là mày tập xong chưa mà đi vậy? Con làm bài cho đầy đủ đó nghe chưa? Dạ. Trong lúc mình phải ngồi ở chỗ này thì mọi người chắc đang chịu trận kiếm tiền rồi. Sướng quá trời luôn. Nghe nè, trai anh mau ra đây đi. Mau đem bộ điều khiển trả lại cho mình đi. Nếu như không trả thì đánh mình cũng được. Ồn ào quá đây. Trả lại chuyện cho tụi mình đi. Đứng đó đợi đi, mình sẽ cho các cậu biết tay. Sao đã hối hận cho mình nhịn nhiều rồi nha. Đau nhưng mà vui lắm. Đau nhưng mà vui lắm. Trai anh, cậu trả phần mềm game cho mình ngay bây giờ đi. Mai cậu làm cái gì vậy? Trả cho mình nữa. Giờ dùng đây không là no đòn với mình. Các cậu nói cái gì? Bây giờ lấy 100 nhân 3 rồi cộng với 230 nhân 2 là mấy ta? Vậy là Sunio bị đánh 3 lần, mỗi lần 100 yên, với 2 lần 230 yên bị đánh tả tôi nữa. 760 yên lận hay sao? Sướng quá. Sao tính nhầm mấy cái này, cậu tính nhanh quá vậy? Nè, ở đằng kia, mau xếp hàng đi. Nào, người tiếp theo. Nhận được tiền rồi. Mọi người ai cũng cố gắng kiếm tiền hết rồi. Sao chỉ có mình là phải ngồi làm bài tập như vậy chứ? Thôi được rồi, vậy cậu làm nhanh lên đi. Nhanh. Anh xong tay chân bụng rụng hết. Có tiền rồi nè. Sao mọi thứ trong phòng biến mất tiền vậy nè trời. Sợ quá. Làm xong rồi. Được, từ bây giờ mình sẽ đi ăn đòn kiếm tiền mới được. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Nhà của mình biến đâu mất tiêu rồi. Còn cái quần của mình nữa. Nhìn kìa, trai anh đã tới. Trai anh, bảo lãnh tụi mình đi. Được rồi, cơ hội đây, kiếm tiền thôi. Trai anh, bảo lãnh tụi mình đi. Ôi sao, cái áo của mình cũng mất tiêu luôn. Trời đất ơi. Trời ạ, sao cậu không chịu mặc đồ gì hết trơn vậy? Ê, xin lỗi. Tại tôi xấu hổ quá đi. Doraemon, như vậy là sao? Chắc tại trai anh đánh bạn nhiều quá cho nên bây giờ quần áo của bạn ấy cũng bị cầm luôn rồi á. Nếu vậy dù mình có bị đánh thì cũng... Thì một xu cũng không còn để nhận luôn chứ sao? Nhưng mà chưa đâu, chắc còn kịp á. Trai anh ơi, mình năn nỉ cậu luôn á. Cậu mau đánh mình đi, đánh mình như mọi lần á. Lấy tay đánh mình đi nè, anh đánh đi mà trai anh. Nè, cậu đừng có kéo tay mình, mất cỡ quá đi. Đã nói là đánh mình đi mà. Đừng có kéo tay mình nữa mà. Đánh đi trai anh. Trời ơi, cậu làm mình mất cỡ với Shizuka quá đây. Dòng kim cô hứa hẹn.
Đi nhanh nhanh về còn nấu cơm tối nữa chứ. Ồ, chào thầy. Ồ, thì ra là mẹ của Nobita. Dạ, thì cảm ơn thầy đã luôn quan tâm cháu Nobita nhà tôi. À, phải rồi, nhắc tới Nobita mới nhớ. Ồ, dạ, này... chuyện gì vậy thầy? Nobita! Gì vậy mẹ? Thầy con vừa bắn vốn mẹ đi nè. Con đi học trễ 3 ngày liên tiếp làm sao vậy hả? Chưa tới 3 ngày mà mẹ. Tới 3 ngày liền cũng mới chịu đúng không? Hết nói nổi à. Con là mẹ bị thầy bắn vốn đó thấy chưa? Con không thấy mắc cỡ hay sao hả? Con thấy bình thường mà mẹ. Ngày mai con mà còn đi trễ nữa là tháng sau mẹ cắt hết tiền xài giặt nghe chưa? À, mẹ ơi, khoan đã. Mẹ ơi, con sẽ dậy sớm mà mẹ. Đâu rồi, mẹ ơi, làm sao? À, làm sao là làm sao? Cũng tại cậu thôi, đã nghe đồng hồ báo thức thì mau lo dậy đi. Cứ như mình nè, thức rồi có khi nào mà ngủ nướng lại giống như cậu đâu. Cậu mau làm gì đi? Mẹ mà không cho mình tiền xài giặt nữa là mình tiêu tùng luôn đó. Xin cậu mà, Doraemon. Mình biết là như vậy nhưng mà... À, phải rồi ha. Gì vậy? Dòng kim cô hứa hẹn. Đó là cái gì vậy? Chỉ cần có cái này, bất kể cậu hứa gì thì cậu đều phải giữ lời. Xài sao? Mau cúi đầu xuống đây. Cúi xuống. Xong. Đợi vô là hết đi trễ hả? Bây giờ, cậu hãy hứa với chiếc vòng là cậu sẽ không đi học trễ nữa đi. Hả? Mình cũng chưa hiểu lắm nhưng mà mình xin hứa từ ngày mai sẽ không đi học trễ nữa. Mình hứa. Được rồi, vậy là xong á. Thiệt vậy hả? À, dẫn chứng nào tật nấy. Nobita ơi, dậy mau đi, dậy đi Nobita. Mà không dậy đâu. Không được đâu, coi chừng trễ học nữa bây giờ. Đau quá, ai phải ngủ nướng làm vậy? Mình đã có linh tính không lành rồi mà, cứ y như dòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Hay là tháo phức ra luôn cho rồi. Sao cỡ không được nhá? Chỉ tốn công vô ích thôi. Kỳ vậy? Không phải mình dậy rồi hay sao? Bởi vì cậu đã hứa là sẽ không đi học trễ nữa, chứ cậu đâu có hứa là sẽ dậy sớm đâu. Hả? Vậy miễn là không đi trễ, hệ tới lớp là tháo nó ra được chứ gì? Chính xác là vậy á. Con chào buổi sáng, chào ba, chào mẹ. Nobita. Con dậy sớm dữ ta. Hôm nay con có vẻ quyết tâm không đi trễ ha. Dạ. Cho nên mẹ đừng cắt tiền xài giặt của con nữa nha. Rồi. Mời cả nhà ăn sáng. Thức dậy sớm rồi ăn sáng đàng hoàng, bắt đầu ngày mới khỏe mạnh sẽ rất tốt. Dạ con biết rồi. Giờ mình đi học đây nha. Đi học vui vẻ nha. Ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Kiểu này thì hình như mình đi học sớm quá rồi thì phải. À ha, mình ngồi đây đợi Shizuka tới đi chung luôn. Chà. À. Ha, vậy là mùa xuân tới rồi. Hả? Thiệt vậy đó hả? Thiệt mà. Vậy là đúng thiệt rồi. Chính xác là như vậy luôn. Thôi chết rồi, mình ngủ quên mất tiêu. Mình tiêu rồi. Xin lỗi cho con hỏi. Mấy giờ rồi hả bác? Bác ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Đi nãy giờ chắc cũng 20 phút rồi đó con. Nói vậy là đã 8:20 rồi. Chết rồi. Đã có công dậy sớm, cuối cùng lại bị trễ. Lại trễ nó rồi. Làm sao đây? Khỏi mơ tiền quà luôn. Nhanh lên. Nhưng mà mệt quá. Nhanh kệ cho nè không? Hả? Nobita vẫn chưa tới lớp nữa. Đôi cho mình coi. Phải rồi ha. Cậu ấy đi trễ 4 buổi liền rồi đó nha. Thiệt hết nói luôn. Hey, xin chào cả lớp. Ủa, nè, Nobita em bị sao vậy?
Vậy là kỷ lục đi trễ của Nobita kết thúc rồi. Nobita, trận đấu bóng chày hôm nay còn phải tới sớm nữa nha. Mình biết mà. Mình nghĩ là không có Nobita, đội mình sẽ dễ thắng hơn á. Nobita mà không tới á, thì đội của mình sẽ bị thiếu người. Nhớ nha Nobita, đừng có tới trễ đó. Mình nhớ rồi. Nobita, quyển sách cậu mượn mình hôm trước, cậu đọc chưa? Đọc rồi, sách của cậu hay lắm. Phải rồi, hôm nay mình sẽ mang trả cậu. Không cần đâu, hôm nay cậu phải đấu bóng chày mà. Không sao đâu mà. Mình định hứa cho chắc ăn ha. Hứa gì vậy? Nội trong ngày hôm nay, mình sẽ đem trả sách cho Shizuka. Mình hứa chắc chắn với cậu như vậy đó. Sao lạ quá hả? Cậu đang tìm cái gì vậy? Sách mình mượn Shizuka đó. Chắc là để ở đâu đây nè. Để đó mình ở nhà tìm cho. Cậu nên đi ra sân bóng chày nhanh lên đi. Phải rồi ha. Vậy thì mình nhờ cậu nha. Được rồi, cậu cứ đi đi ha. Nobita, hôm nay con hứa nhổ cỏ trong vườn giùm mẹ mà, phải không? Nhưng con không thể làm ngay bây giờ được đâu. Vậy nhớ làm xong trước giờ cơm tối đó nha. Dạ, con hứa mà mẹ. Nobita, em đi đánh bóng chày đó hả? Dạ thưa thầy. Chơi thể thao cũng tốt, nhưng đừng có quên làm bài tập về nha. Dạ, em hứa em sẽ làm. Trễ đó nha. Mình xin lỗi. Vô. Chúc mọi người đấu tốt. Được rồi. Khỉ thiệt. Mãn chốt rồi đây. Nè Nobita, ra ngoài hai lần rồi, cậu mà chụp hụt là tiêu luôn á. Mình biết rồi. Nhớ cho kỹ đó. Mình hứa chơi tốt mà. Mà tốt hơn là đừng có bay tới đây nữa nha. Nobita chết rồi. Tới rồi. Wow. Nobita cậu giỏi lắm. Có gì đâu, may là có dòng kim cô hứa hẹn á. Bị loại lần hai nghĩa là người chạy phải chạy mãn chốt. Nếu mà mình chạy về tới chốt thì coi như mình sẽ thắng. Dù là vậy nhưng mà người đánh tiếp theo là... Tại sao nhà đúng lúc này mà chuyển tới mình đánh bóng chứ? Nobita, lần này nhất định cậu phải đánh trúng đó nha. Trời ơi, đây chính là cú đánh quyết định thành bại đó. Cậu phải tập trung vô. Mình biết rồi. Cậu hãy mau hứa đây. Mình hứa là sẽ đánh trúng. Đón đây nè. Coi nè. Thắng rồi Nobita. Yeah, Nobita, cậu chơi giỏi lắm đó. Đội kia cứ nhắm Nobita mà đánh bóng vô, đúng là sai lầm ha. Ngày mai tụi mình cũng làm vậy đây, cứ cố gắng thi đấu hết sức là được. Vậy là cậu cho mình trở về đội đúng không? Ừ. Được rồi, về nhà mình cũng sẽ luyện tập đánh bóng để lặp lại cảm giác khó của anh hôm nay. Nobita, cậu thật là mạnh đó. Thiệt là đáng tin cậy. Mình sẽ tập đánh bóng 100 lần. Không, 1000 lần mới được. Đánh bóng 1000 lần hình như mình nói hơi quá. Nobita. Con chào ba. Ồ, con đi đánh bóng chày về đó hả? Dạ, con thắng toàn tập luôn á ba. Con có giỏi không? Ồ, ghê quá ta. Mình vô đi, để từ từ con kể cho ba nghe. À, hay con vừa kỳ lưng cho ba, vừa kể cho ba nghe đi ha. Dạ, con hứa. Đây nè Nobita, mình đã tìm thấy cuốn sách của Shizuka cho cậu mượn rồi nè. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà hôm nay mình mệt quá, để mai rồi trả vậy. Không được đâu, cậu đã hứa rồi mà, cậu quên sao? Cảm ơn cậu nhiều nha. Nhưng ngày mai cậu trả cũng được mà. Có gì đâu, tại mình đã hứa rồi mà. Nobita, vô ăn cơm nè. Dạ. Cũng tại cậu đó, ai biểu cậu hứa nhổ hết cỏ trước giờ ăn cơm làm gì? Cậu thực sự rất là giỏi đó. Thường thôi mà. Anh à, bồn tắm xong rồi đó. Thật ghê ha Nobita. Không sao đâu ba, ăn cơm đã hứa rồi mà. Vất vả cho cậu quá ha. Sao sao không tháo được vậy? Sao lại như vậy? Nobita,
có khi nào cậu hứa cái gì mà quên chưa làm không? Hả? Em đừng có quên làm bài tập đó nha Nobita. Dạ, em hứa là sẽ làm à. Về nhà đánh bóng 100 lần. À không, 1000 lần chứ. À, còn tới 2 lần hứa nữa sao? 9-11 9-12 9-13 Sao vụ đánh bóng còn đóng bài tập chờ cậu nữa kìa. 9-14 Mình đâu có còn nhiều hơi sức dữ vậy đâu. 9-15 Ai biểu cậu hứa mấy chuyện không đâu vào đâu làm gì. 9-16 Vậy là còn 904 lần nữa. À, mình chịu hết nổi rồi. Vô biến đổi. Xà la 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 la. Không có gì vui được về nhà. Đi học về vui thật là vui. Nobita. À, trai anh. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả? Còn hỏi nữa sao? Đừng có nói là cậu đã quên trận bóng chạy ngày hôm qua nha. Cũng tại vì cậu mà đội mình bị thua te tô đó. Bởi vậy, ngày hôm nay tụi mình phải huấn luyện cho cậu một khóa thật đặc biệt. Đặc biệt? Đi gõ 1000 cái cây thích ghê chờ. Gõ 1000 cái cây. Chút nữa tụi mình sẽ tới đón. Cậu lo mà chuẩn bị bao tay đợi đi nha. Hẹn gặp lại cậu. Cậu mà dám trốn thì coi chừng đó. Gõ 1000 cái cây hả? Trời ơi. Doraemon. Đó, quá đáng lắm đúng không? Cũng quá đáng thiệt. Nè, cậu mau làm gì đi Doraemon. Cậu lấy bảo bối gì đó ngăn vụ huấn luyện này lại đi mà. Mình không có bảo bối kiểu đó đâu. Mà có gì đâu, lâu lâu cậu vận động một chút cũng tốt mà. À, vận động hả? Thì ngày nào cậu cũng có nằm lăn qua lăn lại ở đây. Có vận động cơ thể chút nào đâu. Bởi vậy cậu mới hậu đậu dữ vậy nè. Nhưng mà... cứ như vậy thì tới lúc nào đó Shizuka cũng sẽ chán cậu cho mà coi. Mình không chịu đâu, không có chuyện đó xảy ra. Thì bởi, hơn nữa nó đi gõ cây, biết đâu được cậu sẽ đánh bóng cày giỏi hơn. Biết là vậy rồi, nhưng mà... cậu nên nhớ có chí ác sẽ làm nên thôi mà. Cứ luyện tập thì cậu sẽ tiến bộ lên từng chút một. Đến một ngày chắc chắn cậu sẽ giỏi. Nghe cậu nói như vậy á, tự nhiên mình thấy bình thường trở lại rồi đây nè. Giỏi lắm, quyết định như vậy đi ha. Được, mình sẽ làm như vậy. Bữa xế mẹ mới mua mấy cái bánh xốp thơm phức cho con đây nè. Ngon quá. À phải rồi. Tụi mình ăn bánh thôi. Nobita à, hôm nay lớp còn trả bài kiểm tra có đúng không vậy? Con lấy bài cho mẹ xem rồi hắn ăn, nghe chưa hả? Dạ, chết rồi Doraemon. Sao mà chết vậy? Cậu coi đi. Mình mà cho mẹ coi cái này là mình chết chắc luôn á. Doraemon, cậu mau cứu mình đi. Mình không làm cái gì hết á. Bài kiểm tra này là của cậu thì cậu tự đi mà chịu trách nhiệm đi chứ. Trời ơi, cũng được. Vậy thì mình quyết định sẽ không đi gõ 1000 cái cây nữa. Mình bị mẹ la xong thì không còn tâm trí gì mà đi tập với luyện nữa đâu. Uổng công mình đã hạ quyết tâm tới vậy mà. Shizuka mà ghét mình thì tất cả đều tại Doraemon hết. Trời ơi, lần nào nói tới nói lui rốt cuộc cậu cũng như vậy hết à. Vua ếch quán đổi. Đây là cái gì vậy? Phải, đây chính là vua ếch quán đổi đó. Vua ếch quán đổi hả? Nếu mà cậu nhờ bảo bối này, nó sẽ đáp ứng hết mọi chuyện mà cậu đã xin. Thiệt sao? Vậy là mình xin cái gì đó nó cũng chịu cho mình hết luôn hả? Nhưng mà với điều kiện. Hả? Cậu phải đưa cho nó một món đồ mà cậu cực kỳ thích, cực kỳ yêu quý, để trao đổi thì nó mới chịu á nha. Vậy nên mới gọi là vua ếch quán đổi. Phải đem trao đổi hả? Vậy có nghĩa là nó không hề đáp ứng khi mình đi xin vô điều kiện rồi. Nobita, cậu còn làm gì ở đó vậy? Mau xuống đây đi. Làm sao đây? Vậy thì cậu xin nó mau đi. Cậu muốn đổi cái gì nè? Vật thích nhất, vật mình thích nhất á. Cái này nè. Con cầu xin ngài đó đức vua quán đổi hãy làm cho mẹ có việc gấp phải ra ngoài liền đấy. Chắc là lễ vật của cậu chưa đủ cho nên nó mới không chịu đó. Vậy thêm một cái nữa. Vẫn chưa được sao? Như vậy đủ chưa? Làm cho mẹ có việc gấp phải ra ngoài liền thì như đây lễ chắc chưa đủ đâu. Nobita, mau lên, con định để mẹ đợi tới khi nào nữa đi hả? Chết rồi, mẹ lên tới nơi rồi kìa. Thôi được rồi, vậy cho hết luôn nè. Nobita. Ồ, điện thoại. À dạ, nhà Nobi xin nghe. À, chào chị. Dạ. À, tôi đã hiểu rồi. Tổ dân phố mới gọi mẹ ra họp đột xuất con à. Mẹ phải đi liền bây giờ đây.
hai đứa coi nhà đó nha. Dạ dạ dạ, mẹ cứ đi đi. Mình đã thành công rồi. Mẹ đi đó. Dạ mẹ đi cẩn thận nha. Thiệt là may quá. Gặp của mình đó nha. Mình biết rồi, mình ráng nhịn là được chứ gì. Chị ráng nhịn một chút thôi. Nobita, mau xuống đây đi. Giờ này còn ở trên đó làm cái gì? Đi gỡ 1000 cái cây. Anh làm sao bây giờ đâu đây mà? Còn sao nữa, thì cậu mau lao xuống đi đi. Con xin ngài đó vua hết quán đội, hãy đuổi cha anh đi đi. Con xin dâng hết dòng chuyện này cho ngài luôn. Nobita. Nobita, mau xuống đây đi. Xuống đi gõ cây đi. Trời anh à. Mẹ hả? Con lại đi la cà ở chỗ này hả? Không phải mẹ biểu con đi giao hàng sao? Không, chuyện đó là... Đừng nói nhiều nữa, về mau. Mẹ hả? Anh ta cho con đây mà mẹ. Không phải như vậy đâu mà mẹ. Con cũng giúp nói chứ, Sunil. Dạ thôi bác cứ tự nhiên đi. Nobita, như vậy là sao hả? Cậu đã hứa với mình là sẽ đi tập luyện rồi mà. Bây giờ thì mình đã đổi ý rồi. Nobita, tại sao lúc nào cậu cũng như vậy hết ạ? Hôm nay mình sẽ hy sinh bộ trò chơi điều khiển một ngày luôn. Vậy làm ơn đuổi Doraemon ra ngoài đi. Nobita, tại sao cậu... Chuột kìa, mẹ ơi cứu con. Xong rồi, kẻ phá đám bây giờ đã chạy mất tiêu rồi. Chờ mình tới nhà Suzuka chơi một chút mới được đây. Điện thoại trước cái đã. Alo, là Suzuka hả? Nobita hả? Hôm nay mình tới nhà cậu chơi có được không? Xin lỗi nha, bữa nay không được rồi. Hả? Bây giờ mình phải đi với Dekisugi tới thư viện tìm sách rồi. Dekisugi sao? Xin lỗi cậu nhiều nha, hẹn hôm khác nha. Dekisugi với Suzuka chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này được rồi. Được rồi, Dekisugi, mình sẽ không bỏ qua chuyện này cho cậu được đâu. Trong từ điển của mình không có từ không thể. Mình đã có vua ếch quán đổi rồi mà. Cầu xin đức vua quán đổi, con sẽ hy sinh một ngày không chơi game. Đổi lại con cầu xin ngài, hãy làm cho Dekisugi có việc gì đó phải đi ra ngoài đi. Ai ở đầu dây đó? Suzuka hả? Có chuyện gì đó? Chuyện là Dekisugi có việc gấp phải ra ngoài rồi, cho nên bây giờ mình không đi thư viện được nữa. Thật hả? May quá đi. Không, ý mình là tiếc quá. Đâu còn cách nào khác. Nobita, giờ cậu tới nhà mình chơi đi. Thiệt ra hồi nãy mình không nên nói như vậy. Đi liền. Mình cùng nhau chơi trò gì đó đi, Nobita. Chơi bài cũng được đó, bài bảy lá cũng hay lắm. Đúng rồi ha. Cậu nói gì? Mình có nướng một ít bánh quy định cùng ăn với Dekisugi. Cậu có muốn ăn không? Nghe cậu nói vậy tự nhiên mình thấy hoang mang quá. Nhưng mà thôi thì mình ăn luôn. Tạm biệt nha. Ngày hôm nay vui quá là vui. Suzuka đúng là có khác mà tuyệt vời. Trễ quá rồi. Mẹ với Doraemon còn chưa về. Vua quán đổi lợi hại dữ vậy sao? Ba về rồi đây. Ba đã về rồi hả ba? Ủa, ba sao vậy ba? Ba lỡ làm mất mấy tài liệu quan trọng rồi con à. Hả? Lúc ra khỏi cổng soát vé ba nhớ kỹ là mang tài liệu đó theo rồi. Nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy đâu hết à. Tài liệu quan trọng lắm hả ba? Đúng đó. Là tài liệu sáng sớm mai phải giao cho khách hàng quan trọng lắm. Chết thiệt rồi. Đúng rồi. Ừ? Ba ơi, con có bảo bối này hay lắm nè. Chỉ cần nói ra mong muốn là được thôi. Vua ếch quán đổi hả? Nhưng mà để cầu xin nó thì ba phải hy sinh một vật gì đó mà ba yêu thích nhất. Vậy đó hả? Vậy để ba đổi rồi cầu xin nó thử coi sao. Hay là ba nhìn hút thuốc thử coi sao nha. Hả? Nếu như tìm được tài liệu đó thì cái gì ba cũng hy sinh được. Cầu xin vua quán đổi, xin ông, nếu tìm lại được hồ sơ đó, tôi sẽ hy sinh nhịn hút thuốc. Sao vậy? Chắc là tài liệu cực kỳ quan trọng hả ba? Nếu vậy chỉ cho gói thuốc thôi thì chưa vậy đủ hả? Thì ra là vậy ha. Để xem hết cách rồi, hy sinh cái đó luôn vậy. Chai rượu mới mua này ba thích lắm đó con à, nhưng đành phải hy sinh vậy. Cầu xin vua quán đổi, hãy thực hiện điều ước của tôi. Tôi sẽ nhịn uống rượu luôn.
Vậy là được rồi. Hả? Có ai ở nhà không? Bác Kaminari. Có chuyện gì vậy anh Kaminari? Tôi thấy có sắp tài liệu của ai đó đánh rơi. Tôi nghĩ hoài mà không biết có phải là của anh Nobi hay không. À, đúng rồi, đúng nó rồi, là của tôi đó. Tôi tìm nó suốt cả buổi trời luôn. May quá, nó ở đâu vậy? À, tôi thấy nó rớt ở ngoài hẻm kế bên nhà. À, đọc thì thấy tên công ty, cho nên tôi đoán là của anh. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã cứu tôi đó. Ồ, không có chi, à, không có chi mà. Thôi tôi về nha. Dạ, anh về. Vậy là sống lại rồi. Tất cả là nhờ có dưa ếch quán đổi á. Nobita, cảm ơn con nghe. Hả? Nobita. Nobita. Hả? Doraemon đã kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe rồi. Tới cả mình mà cậu cũng đuổi đi luôn. Không thể tha thứ cho con được. Mau lấy bài kiểm tra cho mẹ xem. À, mau cứu mình với. Cả chuyện trò chơi điện tử, con xin dâng hết cho ngài luôn. Con cầu xin ngài, ngài hãy làm cho Doraemon và mẹ tha thứ cho con đi. Tiêu rồi, nuông hết chai rượu của ba nên xịn mất tiêu rồi. Nobita. Nobita. À, mau tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi mà, chưa hết quán đội. Tỉnh Nobita. Lại đi. Nobita.